Cái này là tới 58 độ. Bác Sáu làm đặc biệt luôn. Bỏ đổ vô cái là ra màu liền luôn á. Thấy nó chất lượng quá trời. Này nữa. Khánh nhấn nén cứng ngắt luôn. Chút xíu vậy, chút xíu cái nở lên nè. Rượu trắng tinh nè. Này, nãy mấy cái hũ này nó hút vô thấy không, mà của bác hút nhanh ghê không. Rung, rung tay. Oh. Ông bà con thấy vậy á, hai ba ngày nữa thì thấy cái bữa nó hút đúng không ạ. Bên kia thôi hết rồi, từng giọt cuối cùng. Ui, quá trời đẹp luôn bà con bác ơi. Con phải tô màu chứ không bẻ đâu. Nhìn quá đẹp luôn rồi. Đây là chuẩn bị đậy lại, sẽ làm ngâm một đợt nữa mới đủ, coi như một tuần nào trung bình là phải mười mấy hũ, mười mấy hai chục hũ. Lúc này Khánh cũng ha, tại vì thuốc không có kịp, phải mười mấy hai chục hũ à, hai chục hũ trả lời thôi. Lúc trước là ba mươi mấy hũ không à, bây giờ là hai chục hũ cứ trung bình vậy thôi chứ hết thuốc rồi. Rồi thôi giờ Khánh chắc xin phép chào bà cô bác luôn. Cái tay Khánh nè, thuốc không à, nè em thấy không, thấy không, tay toàn là bụi thuốc không à. Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn à. Nè em ơi, chào bà cô bác nè em ơi. Rồi là nói đầu tiên là cho Khánh và gia đình gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể ông bà cô bác luôn. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 9, mùng 10 tháng 9 là nhằm ngày 12 tháng 10 năm 2024 đó ông bà cô bác ơi. Thì hôm nay là cũng là một ngày ngày tốt, ngày đẹp đó ông bà cô bác. Thì Khánh tiếp tục là ngâm những hũ rượu thuốc để phục dược cho bà con đây. Đó thì vợ Khánh là cũng phân ra đường quy đến nghệ thì mình phải cân theo đúng liều lượng. Còn thuốc ở đây thì Khánh như mọi lần thì Khánh cũng có chia sẻ đó, thì Khánh bây giờ bốc quen rồi nên là liều lượng là Khánh coi như là ốm chừng là Khánh coi như là một ngàn phần, chuẩn 1000 phần luôn mà cô bác. Cái này là Khánh nói thật sự luôn á. Rồi rượu đây, rượu thì hôm nay thuốc á, mấy nay Khánh cũng có chia sẻ, cũng ngâm thường thường luôn à, từng nào Khánh cũng có ngâm hết á, mà tại vì lâu lâu thì Khánh mới chia sẻ lại, chứ nhiều lúc ông bà cô bác cứ nói xem những video của Khánh á, không thấy đăng lên. Ông bà cô bác biết á, những video mà nó liên quan tới thuốc á, nó bị ảnh hưởng ông bà cô bác, nên là YouTube á, họ khống chế, không có đề xuất, nên là ông bà cô bác á, có thương Khánh á, thì nếu mà lâu rồi mà không thấy những cái video của Khánh này á, thì ông bà cô bác chịu khó lên Google hoặc là vô YouTube á, search Khánh Nguyễn là sẽ ra. Ông bà cô bác xem lại ủng hộ giúp cho Khánh luôn à, để Khánh có một nguồn động lực để tiếp tục là trên cái con đường phục dược và con đường thiện nguyện luôn. Cũng cố gắng thôi ông bà cô bác. Thì ông bà cô bác có thương Khánh thì một lần nữa thì cũng xem bình luận, và trong quá trình mà ghi hình Khánh có cái gì mà không hay á thì cũng mong bà cô bác là thương Khánh thì bỏ qua giúp cho Khánh luôn, để Khánh là cố gắng hoàn thiện mình hơn. Rồi thôi bây giờ để Khánh chuyển máy quay lại để ghi hình những hình ảnh tiếp theo. Hồi nãy Khánh quên nữa, Khánh nói đó là thuốc, tại vì mấy nay á một phần là bà con cô bác đặt thuốc rất là nhiều, rồi mưa nữa nên là lượng thuốc nó cũng hạn chế, đặc biệt cái là rượu nữa. Rượu thì bác Sáu ở trên nhà gần ở trên ba mẹ cho anh á thì cũng chuyển xuống đây, là cũng chuyển mấy đợt luôn á, là mỗi lần Khánh ngâm là chuyển xuống từ bình vậy nè, đó chuyển xuống đây. Ông bà cô bác biết á, một bình thì cũng rất là lâu á mới được. Cô bác Sáu nói là thôi chịu khó ngâm từ từ đi, bác Sáu nấu cũng không kịp luôn, tại vì đặc biệt á, rượu ở trên đây á, ông bà cô bác cũng biết rồi, rượu là nấu bằng nếp, rượu nếp này là nếp mà nấu bằng cái hạt nếp nguyên luôn á, chứ không phải là nếp tắm nữa, nên là cái chất lượng á, cái độ rượu bây giờ á, thì 57 độ trở lên đó ông bà cô bác thấy là uống, là tại vì á mình ngâm này mình phải ngâm rượu cao độ mới ra hết cái chất thuốc, và đặc biệt cái là mình uống
rượu á, thì nó sẽ lưu dẫn trong cơ thể mình mà, nên mình uống rượu là không có pha nha. Rồi sẽ làm cho chất cái thuốc ra nhanh rồi nó hòa quyện lại, nó sẽ ngấm trong cái cơ thể của mình, làm cho cái hệ mạch máu nè, hệ động mạch tĩnh mạch á, mạch máu của mình nó sẽ nở ra, rồi mấy cái lưu dẫn của thuốc sẽ đi hết cơ thể của mình và điều trị trị bệnh. Thì Khánh cũng sẵn đây, Khánh cũng chia sẻ sơ qua, tại vì nhiều bà cô bác xem á, không có xem những video trước thì không hiểu. Thì thuốc ở nhà là chuyên trị bệnh là thần kinh tọa là bước cuối của bị cột sống á. Thần kinh tọa là nó chèn ép cái hệ mạch máu nè, dây thần kinh á, chèn ép dây thần kinh nó kéo xuống hai chân á, là đó là phát thần kinh tọa. Nhưng mà trước khi mà phát thần kinh tọa thì thường thường là mình bị gai, bị thoát vị, thoái hóa, rồi viêm khớp. Nói chung là tất cả các bệnh mà bên cột sống hoặc là bên đốt sống cổ của mình nó sẽ di chuyển chèn ép thần kinh, chèn ép máu, nó kéo xuống cái chân. Có người bị đau sau gáy là bị đốt sống cổ, xong mà kéo hai bả vai này nè, xong rồi nó kéo hai cánh tay của mình, làm cho mình đi tê, bị nhức nữa. Đâu mà cô bác á, bây giờ Khánh cũng nói nhiều quá thì cũng không, nó sẽ loãng thông tin hết, nên bây giờ ông bà cô bác á, nếu mà muốn hiểu rõ hơn thì chịu khó là xem lại những video của Khánh trước đó nữa. Giờ những video mà Khánh chia sẻ công thức bài thuốc và cách ngâm, cách làm rồi từ đi kiếm cái lá thuốc như thế nào luôn, Khánh cũng có chia sẻ hết á. Nhưng mà ông bà cô bác mà có điều kiện thì cứ đi tìm, nếu mà không tìm mà ngâm uống không khỏi thì cho Khánh một cái cơ hội để Khánh phục dược cho bà con. Tại vì nhiều bà con cô bác cũng đã tự làm, tự ngâm và uống cũng không khỏi. Rồi lên trên Khánh là Khánh cũng làm như vậy thôi, thì bà con lại khỏi bệnh. Cái này là cái duyên số phục dược thôi mà cô bác ơi. Nên là Khánh cũng cố gắng và rèn luyện và để hoàn thiện mình hơn luôn. Rồi Khánh chuyển máy quay lại để ghi hình những hình ảnh tiếp theo luôn ạ. Mà cô bác, Khánh nãy Khánh thuốc thì đã sao hết rồi, thao sao chiều nè. Thì mình thuốc cái này á là mình phơi dốt xong mình sao là mình ngâm liền, chứ mình không có được để, tại vì lúc này thời tiết nó mưa ẩm nữa. Bây giờ Khánh sẽ bóc thêm hai phần thuốc nữa, nãy có ấy sẵn đây hết rồi, thóc bóc thêm hai phần để ngày mai sáng sớm tờ mờ sáng luôn thì chị Diệu sẽ lên để lấy thuốc về. Đây Khánh có bóc hồi chiều là có hai phần rồi. Đây rượu nè, còn phân hũ sẵn luôn nè ông bà cô bác. Còn bên đây nè ông bà cô bác, hũ rượu mà Khánh chiết ra nè, đó, thấy không, quá hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ tiếp tục Khánh nè, đây cái lồng đèn mà được hai gái được tặng nè ông bà cô bác. Rồi tiếp tục mẹ ơi, bây giờ tiếp tục hành trình. Đây Khánh chắc Khánh đặt máy quay xuống rồi Khánh bóc hai phần thuốc trước nha ông bà cô bác. Bây giờ Khánh sẽ bóc thuốc nha ông bà cô bác. Khánh bóc trước thì để xong rồi Khánh sẽ bóc thuốc ngâm này nè. Này kỳ này là sẽ làm nghệ sẵn luôn, tại vì hôm nay nhiều bà con á cứ về mà tự làm nghệ thì không biết sao nữa. Khánh đã làm hết mấy cái thuốc này rồi mà về bào nghệ làm nữa mà ngâm vẫn không hiệu quả. Cái tay của Khánh bóp cái là bóp chặt đây. Đây là thuốc cú, cái này còn dốt luôn không mà cô bác. Đó. Trộn đều luôn, bây giờ Khánh trộn sẵn hết luôn á. Cái này là một phần, này là mình ngâm 5 lít. Những cái này là những trường hợp mà đã Khánh đã ngâm uống hết bệnh rồi, vậy nhờ Khánh bóc thuốc để mình duy trì thôi. Còn mà những ca nào mà nặng thì ngay từ đầu thì Khánh sẽ ngâm sẵn luôn, ngâm sẵn cái hũ á. Thì cái hũ mà Khánh ngâm á thì cái hũ đó Khánh ngâm tới hai phần nữa. Có nhiều ông bà cô bác cứ tự tin xem rồi đặt trước thì Khánh mới sắp xếp từ từ, Khánh mới ghi vô danh sách từ từ á ông bà cô bác. Tại vì giờ đông bà con á, mình phải làm từ từ thôi, chứ mình làm nhiều quá cũng không sể, thuốc cũng không đủ nữa. Đó. Này là mình về nè, mình ngâm đi 5 lít rượu, rồi đường phèn, thêm 2 lần rưỡi đường phèn nữa.
cái tay Khánh bự hốt một nhúm rồi, tại vì cái Khánh làm quen rồi, làm quen là biết à. Ông bà cô bác thấy khô vậy á, chứ là lúc mà tươi á là để được một nắm thuốc như vậy là rất là nhiều luôn á. Lúc trước mà mẹ lấy thuốc cứu mà mẹ đi mua á, đi mua thuốc cứu mà một ôm bự cả chục ký mà hình như là lấy lại còn có chút xíu à. Tại cái này là nó sao vậy em? Hết thuốc vậy bóc chắc này, bóc trước 4 phần thôi em. Để ngâm trước là thiếu thuốc à. Thiếu thuốc thuốc hủ á. Hả? À. Cô Phượng ở quận Bình Thạnh. Cô cũng đặt thuốc rượu của ai uống á, giờ cô nói uống kỳ quá không có tác dụng gì hết á. Giờ cô đổ luôn rồi. Rồi cô mới nhờ Khánh là ngâm cho cổ một hũ. Thì nhiều bà con có trong danh sách nữa. Thì Khánh cũng không có tiện nói đây tại vì nhiều quá. Không nhớ nổi. Thì cô ở Gia Lai nữa. Ở Quảng Ngãi nữa. Nói chung là nhiều lắm. Ở Kiên Giang, Cà Mau nữa. Thì ông bà cô bác mà xem qua video mà biết Khánh ngâm bữa nay là mốt lên là biết cái ngày à. Cái bụi thuốc không bà các bác, bụi thuốc nó thơm, nó làm mình sặc luôn á. Giờ anh bóc để ngâm luôn nha, em chuyển qua đi đi anh lấy luôn à. Nè một túi nè em mời các bác, đầy cứng luôn à. Cũng phải trộn đều trước đơn vị đi nghệ. Nghệ này là ông bà cô bác biết một phần trong đây là nghệ này tới cả ký nghệ, ký nghệ mới được bao nhiêu đây nè, còn như đây nè là ngâm này, ngâm hai phần á, ngâm hai phần á ông bà cô bác. Lúc đầu á là Khánh ngâm là Khánh cần hết á, tại vì sau này cái mình làm mình biết rồi, mình biết liều lượng bao nhiêu là mình biết à. Ông bà cô bác cứ nói vậy Khánh làm không ai chứ chuẩn. Sao đây con? Cà ri mấy này bị thời tiết cũng bị ho sốt mà cô bác. Cho đi vô thương bà cô bác cái đi con. Bữa nay ngâm một chục hũ thôi. Đừng chục không em? Thuốc nó bị thiếu quá nè. Đứng qua đây nè, qua bên mẹ kìa, mấy ông bà cô bác mới thấy. Đó, đứng qua đó, rồi đứng đó nhìn được rồi đó. Rồi, cảm ơn con. Con uống thuốc chưa? Nãy mới ăn uống thuốc chưa? Chưa con. Cái thao thần kỳ biết bao nhiêu hũ thuốc. Đây không bật quá. Để đây. Sao con? Hả? Con đang vẽ hả? Con vẽ gì? Trong đây à, mà các bác thấy có thuốc khú nè, hũ chảo bông ngò gai, thì nghệ, đương quy là bổ máu thông máu, mà các bác mua là cũng phải cẩn thận. Mình cứ làm từ từ thôi, không có gấp gáp gì hết á.
nên Khánh làm cái này ngâm cái này lâu lắm, ngâm để được những thủ thuốc á, ngâm có mấy tiếng đồng hồ. Mình cứ ngâm ra ra từ từ thôi. Con còn hũ này hũ cuối rồi, Khánh tiếp tục Khánh bật máy quay. Nãy lâu quá Khánh sợ để máy quay á ông bà cô bác xem bị chán. Được được, để đó đi, để chú xíu anh bưng cho. Ngâm bưng hũ này là nhớ cho chị Lan nè, chị Lan Nguyễn nè, chị không cho Khánh bưng. Được cái chính hữu à, phải các bạn sạch sẽ. Chiến trường của Khánh đang mệt quá, cái bụi thuốc vô nó thông mũi luôn á. Ông bà cô bác nói sao Khánh ngâm thuốc không đeo khẩu trang, cái này Khánh cố tình để hết cái mùi thuốc á, hết cái mùi thuốc. Thuốc này cũng tốt mà, đâu có sao. Hết cái mùi thuốc vô xong rồi chút xíu á, khi nào mà tắm cái Khánh bơm vô mũi á, bơm vô mũi là giờ yếu rồi, giờ yếu phải để nhấn xuống nhấn thằng bà cô bác đó, nhưng mà cô bác để thấy phình lên á, giống như mấy cái hũ kia. giờ Khánh sẽ chế vô hút ống trước, xong rồi chút xíu mình khiêng cái hũ cho nó nhẹ. Xong hoàn chỉnh rồi ông bà cô bác ơi. Từng vị thuốc trong đây là chất thuốc hết, không có được bỏ gì hết. Rồi Khánh dọn qua nè, giờ Khánh ăn ấy ở đây nè đó. Đó làm ông bà cô bác thấy không, có sao Khánh chia sẻ như vậy. Ông bà cô bác ơi, cuối cùng thì chín hũ rượu đã được chế nửa hũ rồi. Khánh đang đợi cho nó ngấm xíu xong mà Khánh sẽ chế vô tiếp xong rồi 2-3 ngày nữa Khánh sẽ chế một lần nữa, rồi sẽ bỏ đường phèn vô nha ông bà cô bác. Chín hũ 4 phần, còn bên kia còn ông bà cô bác thấy không, bà con cô bác luôn lấy rượu hết, còn có 2 hũ xíu à. Nè em cầm máy quay giùm anh đi, anh đổ cho xong luôn để cho ông bà cô bác xem thực tế luôn. Giờ Khánh hồi nãy giờ mới lao xung quanh. Rồi mấy mình chế vô. À. Để nè, cố tình nè. Rượu Thông Phước à. Cái này là tới 58 độ. Bác Sáu làm đặc biệt luôn. Bỏ đổ vô cái là ra màu liền luôn á. Thấy nó chất lượng quá trời. Này nữa Khánh nhấn nén cứng ngắc luôn. Chút xíu vậy, chút xíu cái nở lên nè. Rượu trắng tinh nè. Này, nãy mấy cái hũ này nó hút vô, thấy không, mà cô bác hút nhanh ghê tiếp tục. Chung rung tay ông bà con thấy vậy á, 2-3 ngày nữa thì thấy rút. Cái con cho lên luôn, lên luôn. Mai bác Sáu chở lên tiếp không em? Còn kia thì mai bác Sáu cũng chở lên 2 bình nữa phải không?
Còn anh chế cho luôn nha. Cắt dừng rọt lũ. Nhưng từng rọt. Cuối cùng. Hả? Hũ này hả? Lại không có cam. Có xào thấy không? Không phải các bác thấy ghi hình thực tế. Thơm. Thơm phức. Miệng này bự quá vậy. Em mẹ chế vậy khó chế dữ à. Hả? Chảy ra ngoài á. Thiệt. Miệng bự quá. Phải dứt khoát. Nhìn đẹp ghê ha. Quá trời. Đó. Nào, đợi xíu mẹ ra. Đi ra đây nè, cho mời các bác xem. Đi qua bên bà kìa. Ý trời. Ê. Ơi. Ốc rồi. Để chút xíu đi. Ồ, đẹp quá ta. Đây đây đúng không? Đây. Chút xíu mẹ múc cái hũ này lại đi. Đậy luôn cũng được, không sao đâu. Ừ, để. Để bữa nó hút đúng không ạ? Bên kia. Thôi. Hết rồi. Từng giọt cuối cùng. Ui, quá trời đẹp luôn bà cô bác ơi. Con phải tô màu chứ, con bé không. Nhìn quá đẹp luôn rồi. Đây là chuẩn bị đậy lại. Rồi, bye bye ông bà cô bác đi. Con coi ông bà cô bác vẽ sao, con giới thiệu cho ông bà cô bác xem đi. Đẹp quá ta. Gì? Người hả? Người. Ở đây nữa hả? Nè, để cho đi vẽ nè ông bà cô bác. Đẹp quá ta. Cái gì vẽ đẹp quá ta. Rồi ơi. Đâu nữa? Đâu? Đây nữa nè. Đẹp ghê không? Ông bà cô bác cho Cherry được mấy điểm? Rồi con chúc ông bà cô bác đi, mình khép chương trình luôn nè con. Để ba còn đi. Hả? À, đi ra tô tô màu đi con chú. Tô màu tiếp nha. Tô màu chúc bà cô bác này con. Chúc ông bà bác ông khỏe, mình đang cùng sống. Dạ bye bye ông bà cô bác. Bye bà bác. Đây ông bà cô bác ơi, chính hũ rượu đã xong rồi nha. Ông bà cô bác nào mà đã đặt khánh thì chuẩn bị khi nào khánh hẹn thì lên trên nhà khánh. Thì bây giờ hai ba bữa nữa khánh sẽ làm ngâm một đợt nữa mới đủ. Coi như một tuần nào trung bình là phải mười mấy hũ. Mười mấy hai chục hũ, lúc này Khánh cũng ha, tại vì thuốc không có kịp, phải mười mấy hai chục hũ à. Hai chục hũ trở lại đây, lúc trước là ba mươi mấy hũ không à. Bây giờ là hai chục hũ, cứ trung bình vậy thôi chứ hết thuốc rồi. Rồi thôi giờ Khánh chắc xin phép chào ông bà cô bác không, cái tay Khánh nè, thuốc không à. Nè em thấy không? Thấy không? Tay toàn là bụi thuốc không à. Không thấy à, nè, sát rồi nè. Thơm phức à. Thấy không? Lòng phúng phúng. Rồi chào bà cô bác, hẹn bà cô bác ở những đoạn video tiếp theo. Ông bà cô bác thương Khánh, cho Khánh một cái like, một lượt đăng ký, vậy bình luận để cho cái những video của Khánh á có cái lượng tương tác nhiều thì sẽ được đề xuất cho ông bà cô bác. Rồi ông bà cô bác, những hũ rượu thuốc này sẽ trị bệnh thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, chèn ép về thần kinh, chèn ép máu, rồi viêm đa khớp nữa. Rồi thôi bây giờ Khánh chào bà cô bác, hẹn bà cô bác ở những đoạn video tiếp theo. Rồi sao Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Này, cho bà con uống hết bệnh đó, thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Dạ, cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ á ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp,
rồi viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình